Nếu tưởng đậm sâu thì cũng phai màu, tổn thương quá nên chẳng còn đau. Buồn rầu thấy anh thương người sau, giờ ở trước nhau để anh nói ra cô là ta chẳng còn gì bấy lâu. Em cũng buồn lắm chứ, với ngần ấy câu tư nước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể nguôi ngoai. Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngược. Trái tim em đầy tổn thương, phụ đầy mù sương, cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhân thời, người mãi chơi vơi như anh. Làm sao anh mơ có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao? Vì em không yêu như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mãi chơi vơi như anh. Làm sao anh mơ có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó xuân thì, mà điều gì làm em quay đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao? Xa mình thật chẳng giống ai, ở trên đời để may mắn một người mình
Em quá sai vì nhìn lầm anh nên hỏi trời. Chừng nào thì hạnh phúc tới, con sẽ đợi. Mà thôi, hạnh phúc cũng chẳng thể đến với em rồi. Khi chỉ một mình em vun sới, hạnh phúc tuyệt vời thì chẳng có đâu ở trên đời. Thường như cũ, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, 3, 4 hàng tuần.